Ngày 13 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan ký quyết định số 3993 thành lập Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970, gồm 12 thành viên. Tổ điều hành thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển thị trường nông sản, tham mưu và tổ chức thực hiện các diễn đàn theo hình thức trực tuyến để kết nối thông tin sản xuất gắn với tiêu thụ nông lâm thủy sản theo từng chủ đề, ngành hàng, sản phẩm ô cốp và thông tin quảng bá các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn từng vùng miền. Nghiên cứu đề xuất triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đa phương tiện về kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản, phát triển ngành nghề dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn trên nền tảng các sản phẩm truyền thông của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Theo đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phân công là đơn vị thường trực của tổ điều hành. Tiếp nối hoạt động chương trình hỗ trợ 70.000 túi an sinh cho người lao động các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chiều ngày 13 tháng 10, Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Trí Hải, đoàn tiếp tục trao 13.500 túi an sinh cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng. Các phần quà góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần người lao động Sóc Trăng thi đua lao động sản xuất, đồng hành cùng chính phủ, bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp khôi phục kinh tế sau thời gian dài giãn cách xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt trên 11 triệu đô la Mỹ, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc đạt 107 triệu đô la Mỹ, tăng xấp xỉ 3,5% so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Có 6 loại trái cây tươi của Việt Nam đã được phép xuất khẩu chính thức vào thị trường Hàn Quốc, gồm dừa, dứa, thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ, xoài, chuối. Việt Nam đang thúc đẩy mở cửa thị trường thêm cho nhiều loại trái cây khác như bưởi, chanh leo, vải, chôm chôm, nhãn. Hiện lượng trái cây Việt Nam xuất sang Hàn Quốc còn thấp, trong đó sản lượng chuối Việt Nam chỉ chiếm xấp xỉ 2% thị phần của Hàn Quốc và đang cạnh tranh với chuối Philippines, hiện chiếm 75,8% sản lượng nhập khẩu chuối của Hàn Quốc. 5 giờ sáng ngày 13 tháng 10, chuyến tàu sắt Bắc Nam đầu tiên lăn bánh trở lại trên đường ray sau hơn 2 tháng tạm ngừng vì COVID-19. Tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở hơn 400 hành khách về quê với hành trình đến ga cuối tại thủ đô Hà Nội. Đây là chuyến tàu dịch vụ Bắc Nam đầu tiên hoạt động trở lại của ngành đường sắt sau gần 2 tháng tạm ngưng vì COVID-19. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, mỗi đoàn tàu khai thác 9 toa, trong đó 2 toa ghế ngồi mềm và 7 khoang giường nằm từ 4 đến 6 giường. Tàu cũng bố trí các toa riêng để bán vé cho hành khách từ những nơi có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao.